Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hại trong cuộc đấu súng bên ngoài trung tâm thương mại Allen Premium Outlet. Nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng vẫn đang được điều tra. Đại diện cơ quan y tế địa phương cho biết các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng có độ tuổi từ 5 đến 61. Hình ảnh từ các kênh truyền hình địa phương cho thấy hàng trăm người ở trung tâm Allen Premium Outlet sơ tán ra bên ngoài sau khi vụ xả súng xảy ra. Một nhân chứng cho biết nghi phạm xả súng không tiến vào trung tâm thương mại mà chỉ xả súng từ bên ngoài. Thống đốc Texas Greg Abbott gọi vụ xả súng là một thảm kịch, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương trong trường hợp cần thiết. Cùng ngày ít nhất 7 người thiệt mạng khi một chiếc ô tô lao vào đám đông tại thành phố Borovali phía nam bang Texas khi vụ việc xảy ra các nạn nhân trong vụ va chạm đang đứng đợi ở một bến xe buýt gần trung tâm Ozanam, nơi tạm trú cho những người vô gia cư thường được người di cư sử dụng. Nhiều người di cư nằm trong số những người thiệt mạng, hiện chưa rõ hành vi đâm xe vào người đi bộ của nam tài xế này là do tai nạn hay có chú ý. Một nhân chứng cho biết tài xế đã hét lên những lời lăng mạ với nhóm người trước khi tăng tốc lao vào đám đông. Thành phố Provely nằm ở biên giới với Mexico là một trong những nơi dự đoán sẽ có dòng người di cư tăng mạnh sau khi các hạn chế COVID-19 bắt đầu được nới lỏng.